Thưa quý vị, với nhiều lợi thế, mùa hè luôn là thời điểm tuyệt vời để thành phố Đà Nẵng thu hút du khách. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố, trong 3 tháng hè năm 2023, tính từ tháng 6 đến tháng 8, hơn 2,2 triệu lượt khách du lịch đến thành phố với doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy du lịch hè đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch Đà Nẵng. Đà Nẵng luôn nằm trong top điểm đến lý tưởng, điểm đến yêu thích của du khách trong mùa hè 2023. Là một thành phố biển với bãi biển Mỹ Khê được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nên du khách thường thích đến biển để tham quan, tắm và vui chơi. Đồng thời, những cơ sở lưu trú gần biển luôn được nhiều khách lựa chọn, đa số là khách nội địa, đi du lịch gia đình. Vì vậy, các đơn vị đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện để đón và phục vụ khách. Thứ nhất là về công tác chuẩn bị đối với lực lượng đội ngũ của công nhân viên để phục vụ tốt nhất đối với các đối tượng khách hàng của mình trong cái giai đoạn mùa hè này. Thứ hai đó là về cơ sở vật chất luôn luôn được nâng cao, cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất đối với khách hàng. Thứ ba đó là về chất lượng cụ thể đến tất cả những cái dịch vụ đối với hiện tại đang có của khách sạn để đảm bảo rằng khách hàng đến với khách sạn để sử dụng dịch vụ cảm thấy hài lòng nhất có thể. Thành phố cũng đã triển khai chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn, tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động tạo điểm nhấn như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, lễ hội Việt Nam Nhật Bản, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng. Trong đó, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sau 3 năm trở lại là sự kiện được người dân và du khách rất mong chờ. Với chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các sở ban ngành đơn vị liên quan và đặc biệt là nhân dân đã góp phần mang lại mùa lễ hội thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Tôi biết đến lễ hội này thông qua lời kể của nhiều người, vì vậy năm nay tôi và gia đình quyết định đến xem. Tôi không thể tin được là pháo hoa lại còn một như thế này, thật sự nó có rất nhiều màu sắc trong màn biểu diễn dài. Lễ hội thật sự rất thú vị đối với chúng tôi. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã nâng cấp đầu tư mới các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, khu du lịch Bà Nà Hills, công viên châu Á, v.v. Qua đó đã gia tăng trải nghiệm của du khách khi đến thành phố trong mùa hè này. Khu du lịch Bà Nà Hills như là lễ hội ẩm thực và bia, rồi là lễ hội văn hóa Hàn Quốc, lễ hội văn hóa Pháp. Kể cả tại công viên châu Á, chúng tôi tổ chức chuỗi cái sự kiện lễ hội văn hóa Hàn Quốc suốt trải dài suốt 3 tháng mang đến cho du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng chúng ta một cái hành trình trải nghiệm thật đáng nhớ. Có thể thấy bên cạnh nhiều lợi thế, việc triển khai hàng loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn, đầu tư, các sản phẩm du lịch mới là đòn bẩy cho hoạt động du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tạo nên không khí rộn ràng, sôi động cho thành phố. Theo Cục Thống kê thành phố, riêng từ tháng 6 đến tháng 8, mỗi tháng bình quân thành phố đón trên 750.000 lượt khách. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đều tăng dần qua mỗi tháng, ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng trong 3 tháng hè, đã góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. Bắt đầu từ tháng 9 trở đi thì nhu cầu du lịch của khách nội địa giảm. Bước vào mùa khách quốc tế để tiếp đà của sự tăng trưởng du lịch hè, đòi hỏi du lịch thành phố cần có nhiều giải pháp để thu hút dòng khách này vào những tháng cuối năm, khi yếu tố về chính sách visa đã không còn là rào cản như trước. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố cũng cho rằng du lịch thành phố phải đẩy nhanh các hoạt động liên kết địa phương với Quảng Nam, Huế, Quảng Bình, Bình Định để thống nhất hệ thống sản phẩm chung, sản phẩm liên tuyến, thống nhất các nguồn lực xúc tiến chung, định vị các thị trường nguồn khách chung để từ đó có các hoạt động phối hợp các nguồn lực hiệu quả.